thay vải bảo dưỡng bàn cho câu lạc bộ ở Đức Phổ. Bàn Mia hơn nhau không phải chỉ là về mẫu mã mà còn ăn nhau là ở chất lượng và độ bền, độ mượt của bàn khi chơi. Bao nhiêu câu lạc bộ ráp bàn ngon bằng xịn mẫu mã mới này kia nhưng rồi thời gian vẫn ế ẩm đóng cửa, trong khi nhiều quán chỉ vài ba bàn cũ nhưng lại đông khách. Vì được bảo trì thường xuyên, thay băng thay vải cân chỉnh định kỳ, bi chạy mượt, bàn đánh mướt nên khách khoái khách mê tới thường xuyên để luyện cơ. Hãy chọn lựa mua bàn và các dịch vụ bảo dưỡng bàn cùng phụ kiện từ Thiên Phúc. Chọn Thiên Phúc là chọn giữ phúc, may mắn, tài lộc thịnh vượng và an tâm chất lượng.